nó mang đến những cái cái ảnh hưởng và sự ảnh hưởng tốt đối với đến sức khỏe của ta để công bố cũng như cao giải thưởng của nhà ngô sơ xanh với mục đích là động viên cũng như là ghi nhận những đóng góp của tất cả những anh chị em nghệ sĩ với mục đích là gửi một lời tri ân đến với tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng giải thưởng ngô sơ xanh trong suốt 7 năm qua. Ban tổ chức của chúng tôi là sẽ làm lời động viên để cho tất cả anh chị em nghệ sĩ tiếp tục cố gắng nỗ lực sáng tạo. Tôi xin được một lần nữa cảm ơn các cơ quan chức năng, cảm ơn cục điện ảnh các anh chị em nghệ sĩ đã tạo điều kiện cho chúng tôi để tổ chức giải thưởng thành công. Chúc tất cả các bạn và các anh chị em nghệ sĩ thưởng thức một phim có một phim có một chương trình thật sự vui vẻ và hạnh phúc trên đầu của mình. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và chân sâu sắc đến sự đóng góp đầy nhiệt huyết của ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật với các thành viên là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú như đạo diễn, diễn viên, nhà biên kịch và nhà phê bình uy tín trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đã làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm để chọn ra những nghệ sĩ và những bộ phim chiến thắng xứng đáng nhất. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng mời tiến sĩ Ngô Phương Lan, chủ tịch hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, thành viên ban tổ chức của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Xin được trân trọng kính mời ông Đinh Trọng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, chủ tịch hội đồng nghệ thuật. Trân trọng mời nghệ sĩ Lê Đào Nhị Đào và mời nghệ sĩ ưu tú Đào Nhị Lê Hoàng. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Đào Nhị Đỗ Đức Bình. Thank you.
Xin được vinh danh diễn viên Nhật Hà.
Thank you.
Hey, what's up? I won the award for favorite foreign actor from my role in Because of You, the series. I had no clue, and I didn't expect that I would win this. Mia Viviana and the whole cast and crew of Because of You for making it such a positive and energetic set. That's really important to me when I work, so thank you so much. I would also like to say thank you to the hardworking manager, Paul Bernardino, and of course, the network that entrusted me in this role. Thank you so much, GA Network, for this awesome, awesome opportunity. And a big thank you, of course, goes to all of you who voted, to the whole of Vietnam, to all our guests. Please, you may know me as Andrea, because of you.